Trúc kính chào quý khán thính giả của đài SBTN. Chương trình Hạnh Phúc Từ Đâu do Hội Thánh Tin Lành Baptist Phục Hưng tại Falls Church, Virginia thực hiện. Kính thưa quý vị, chương trình hôm nay gồm có những hình ảnh sinh hoạt của Hội Thánh trong tháng vừa qua và lời làm chứng của nha sĩ Nguyễn Phương Hiếu. Trước hết là tin tức sinh hoạt của Hội Thánh Phục Hưng do cô Tố Linh trình bày. Tố Linh xin kính chào quý vị. Trong tháng qua, Hội Thánh Tin Lành Baptist Phục Hưng có những sinh hoạt đáng kể như sau. Là buổi thờ phượng chung của các hội thánh sắc tộc như Hội Thánh nói tiếng Đài Hàn, nói tiếng Spanish, tiếng Ả Rập và tiếng Anh tại Concert Hall của George Mason, khoảng 2.000 tín hữu có mặt. Đây là lần đầu tiên các hội thánh sắc tộc thuộc Columbia Baptist Church đã thờ phượng chung để mở màn cho cuộc vận động tài chánh xây cất toàn diện hội thánh này với nơi thờ phượng có sức chứa 1.700 chỗ. Chương trình xây cất sẽ bắt đầu năm 2014 với ngân khoản là 23 triệu đô la. Hội thánh Phục Hưng hiện đang bận rộn lo tổ chức đêm thánh nhạc với diễn giả là giáo sĩ Louis Meyer với sự góp mặt của hai ca sĩ Nguyên Khang và Thanh Trúc. Đêm thánh nhạc kỳ 8 hoàn toàn miễn phí và tổ chức vào ngày 6 tháng 4 2013 lúc 7 giờ tối. Kính mời quý đồng hương trong vùng Hoa Thịnh Đốn tham dự để nhận phước hạnh và bình an mà Chúa sẽ ban cho quý vị. Kính thưa quý vị, tiếp theo, chúng tôi xin giới thiệu phần làm chứng của cô nha sĩ Nguyễn Phương Hiếu. Kính thưa quý khán thính giả của đài STPN, em tên là Nguyễn Phương Hiếu. Trong suốt thời gian tin nhận Chúa, Ngài đã ban nhiều ân phước cho hai vợ chồng của em. Ngày hôm nay thì em chỉ muốn nói đến một điều hết sức kỳ diệu mà Ngài đã nhậm lời cầu nguyện của hai em trong suốt nhiều năm chờ đợi và nhiều thử thách đến với hai em. Hai em lập gia đình được khoảng hơn 10 năm. Sau 6 lần hư thai thì mới sanh được đứa con trai đầu tiên vào tháng 9 năm ngoái. Cũng như những cặp vợ chồng trẻ khác, hai em tìm đến bác sĩ, làm nhiều thử nghiệm để xem mình có bệnh gì hay không và dùng thuốc prenatal vitamin trước khi muốn có con. Nhưng vẫn bị hư thai 3 lần. Bác sĩ cứ nói là normal, em thì không chấp nhận câu trả lời này. Em tin vào khoa học, bất cứ việc gì cũng phải có một câu trả lời, một nguyên nhân và có cách để chữa trị. Em tìm đến các bác sĩ khác mà mọi người cho rằng là giỏi hơn. Em yêu cầu phải làm test em và chồng em lại. Ngoài thử máu thì còn phải thử luôn cả DNA, coi thử coi có mutation hay là không, coi gene của hai vợ chồng có bị bệnh gì hay là không, hay là có hợp nhau hay không, hay là phải nghịch nhau. Test luôn cả tinh trùng của chồng em, coi có khỏe mạnh hay là không. Tốn kém bao nhiêu thì em cũng không có quan tâm. Em chỉ có muốn có một câu trả lời là tại sao em bị hư thai 3 lần rồi. Sau khi kết quả xét nghiệm về, thì bác sĩ cho biết chồng em bình thường. Nhưng riêng về phần em thì em có một cái gene bị hư, đó là em thiếu một cái enzyme để hấp thụ một cái chất gọi là folic acid, mà cái chất này thì rất cần thiết cho bộ não để phát triển. Vì lý do đó mà em bị hư thai 3 lần qua. Vài tháng sau em có tin mừng, nhưng đến tuần thứ 12 thì em lại bị đau bụng. Em bắt đầu đau vào khoảng 5 giờ chiều. Đến 7 giờ tối thì chồng em đưa em vào emergency room. Sau nhiều test thì bác sĩ cho về khoảng 2 giờ sáng. Họ cho biết em bé tim, nhịp đập vẫn khỏe. Họ biểu em phải nghỉ ngơi thật nhiều, vậy thôi. Không biết vì mệt hay vì đau bụng quá, em ngủ luôn không hay biết gì tới 5 giờ sáng. Khi tỉnh dậy thì em có cảm giác như mình mẩy mình bị ướt. Em vào phòng tắm để thay quần áo thì mới nhìn thấy được máu ướt đẫm trên tay vào quần áo của mình. Trong lúc thay đồ thì em có cảm giác như có cái gì nó rớt ra từ trong người của mình. Phản ứng tự nhiên, em cúi xuống chụp thì em chụp được một cái bọc. Ở trong một cái bọc thì có một đứa nhỏ, nó nằm ở trong cái bọc nước. Em lúc đó chỉ còn thét lên một tiếng rồi nhìn nó mà khóc thôi. Chồng em lật đật thức dậy chạy vào. Ảnh cố gắng giữ bình tĩnh, mặc quần áo cho em
và đưa em vào bệnh viện. Đó là lần thứ tư em bị hư thai, vẫn không có câu trả lời thích đáng. Bác sĩ quyết định không cho em mang thai tự nhiên nữa. Họ muốn theo dõi từ ngày đầu tiên cho đến ngày thụ thai, cho tới lúc sanh. Vì vậy, em có hai lựa chọn. Một là IUI, hai là IVF. Em thấy IVF không tự nhiên cho lắm, nên em chọn phương pháp IUI. Sau 6 lần thử vẫn không thành công, không lần nào em có bầu được. Em chán nản quá, không còn muốn gì nữa hết. Em tự hỏi, thôi đủ rồi, em khóc nhiều quá rồi, tới đây có lẽ là chấm dứt. Em không muốn mang bầu nữa. Mấy tháng sau, em lại có bầu lần thứ 5. Lần này mang thai được đến lúc đi soi âm, coi mình biết là có con trai hay con gái. Hai vợ chồng em rất là mừng đến phòng soi âm. Thì trong lúc soi âm, tự nhiên cô y tá tái mặt, bỏ chạy đi ra ngoài khoảng gần 2 tiếng mà không quay trở lại phòng. Ông xã em phải đi ra ngoài tìm để coi cô đang ở đâu. Thì cô cho biết rằng là hãy đi ra ngoài đợi, khi nào gặp bác sĩ sẽ cho biết câu trả lời. Khoảng 2 tiếng sau thì bác sĩ gặp em, thì cho em biết tim của em bé đã ngừng đập. Chúng tôi không biết lý do, cũng không biết là chuyện này nó xảy ra khi nào. Nhưng bây giờ cô cần phải đi gặp bác sĩ phụ khoa để họ lấy đứa nhỏ ra từ trong bụng, bởi vì nó đã chết rồi. Khi nghe xong thì hai vợ chồng em chết cứng. Thay vì là tin mừng, thành ra là tin buồn, rồi lại đi gặp bác sĩ để lấy em bé ra. Sau lần này thì em không còn bình tĩnh được như những lần trước nữa. Em cầu nguyện và em nói với Chúa, đã đủ rồi, nếu Chúa không muốn cho con có con thì xin đừng để cho con mang thai rồi lại lấy đi một cái cách như vậy. Con đau khổ quá, đau từ cơ thể cho đến tinh thần. Con sợ rằng con sẽ mất niềm tin ở trong Chúa. Sau một năm sau, em lại có thai lần thứ 6. Khoảng 3 tuần sau khi mang thai thì em lại bị đau bụng, rồi cũng như cũ, bị hư thai. Em bây giờ không còn như một người bình thường nữa. Em khóc mỗi ngày, em buồn, em giận, em tức tối. Sáng nào lái xe đi làm cũng khóc, lái về cũng khóc. Ngày nào em cũng hỏi Chúa, tại sao? Đến một hôm kia, trời mưa rất là lớn, em còn nhớ, kẹt xe, xe không có còn chuyển động được nữa. Em ngồi trong xe, em khóc lớn và em nói với Chúa, xin Chúa cất đi nỗi cay đắng ở trong lòng của con, nỗi đau khổ trong lòng của con. Chúa muốn dạy con điều gì qua những thử thách này? Có phải Chúa muốn cho con học tính nhẫn nại? Có phải 10 năm con chờ đợi như vậy đã là đủ chưa? Hay là Chúa muốn con phải cầu xin Chúa nhiều hơn? Thật ra con cầu nguyện mỗi ngày, mỗi lúc với Chúa, rồi còn gì nữa? Hay là Chúa muốn con biết được Chúa có quyền ban sự sống và sự chết? Con cũng biết được điều đó, vì khi hư thai lần thứ 4, con có thể chết bởi vì mất máu tối hôm đó, nhưng Ngài đã đánh thức con dậy kịp thời và cứu con. Con đã tạ ơn Ngài nhiều vì điều này. Còn nếu như Chúa muốn dạy con phải luôn vui mừng trong mọi sự Chúa ban cho, thì giờ phút này con cần sự giúp đỡ của Chúa. Vì nếu ý của Chúa hai vợ chồng con phải son sẻ, không có con, thì xin Chúa cho con đừng mang thai nữa. Xin cho con được vui lòng chấp nhận sự ban cho này, cho con và chồng con luôn vui vẻ chấp nhận mọi sự Chúa ban cho. Điều mà con xin, xin Chúa cất lấy đi nỗi đau buồn trong lòng của con. Xin Chúa lau đi nước mắt của con và chồng con. Amen. Em chấm dứt lời cầu nguyện ở đó và đi về một cách bình an. Em không còn khóc mỗi ngày nữa. Đức Thánh Linh thật sự đã đến và thăm viếng em ngay lúc đó. Mọi sự bình an, mọi sự vui mừng em không diễn tả được bằng lời nói. Em chỉ chấp nhận mọi sự và tin chắc rằng Chúa lúc nào cũng dành cho mình những gì tốt nhất. Thành ra, việc không có con cũng là nằm trong ý Ngài mà thôi. Chúa là đấng rất lạ lùng mà mình không có hiểu được. Vài tháng sau, em bị đau bao tử. Em đi bác sĩ để xin giấy giới thiệu đi soi ruột.
bác sĩ có hỏi em là em có chắc là em không có mang thai hay là không. Em cười em nói với bác sĩ là chắc chắn là không có mang thai nữa đâu bác sĩ ơi. Sau khi lấy giấy về nhà, em tự nói mình còn một cái cây thử bầu, để trong nhà cũng không biết làm gì, thử rồi bỏ luôn cho nó xong. Em thử và được biết em mang thai. Lần này là lần thứ 7. Hai vợ chồng em rất là mừng. Chúa gìn giữ em và con em đến tuần thứ 16. Thì bác sĩ không cho em đi làm nữa, bảo là phải vào bệnh viện nằm 2 ngày trong một tuần để họ theo dõi cho em cũng như em bé, bởi vì cái nhau của em bé ở một cái vị trí không có đúng. Chúa đã dùng những bác sĩ rất giỏi của bệnh viện Fairfax. Em được soi âm mỗi tuần, bác sĩ cho thuốc để phổi của con em được phát triển sớm hơn vì họ sợ em sẽ sanh sớm. Con em được ở trong bụng em thêm 10 tuần thì cái nhau nó bị đứt, và tối hôm đó em phải bị mổ gấp để cứu lấy em cũng như cứu lấy con em, vì họ sợ rằng em sẽ làm băng mất máu mà chết. Khi lấy con em ra thì nó được hơn có 1 pound mà thôi, nó nhỏ khoảng bằng một lòng bàn tay. Em chỉ được nhìn nó 1 giây rồi thì họ lại đem nó đi. Con em vì sanh sớm tới 3 tháng rưỡi nên rất yếu, bị rất nhiều bệnh tật trong thân thể nhỏ bé của nó. Nó bị bác sĩ chích, nó bị thử máu, nó bị vào nước biển, nó bị truyền máu, nó bị chụp hình, hầu như là ngày nào cũng phải 2-3 lần giống như vậy. Tuy nhiên, hai em vẫn cảm tạ ơn Chúa và tin chắc một điều rằng Chúa đã ban cho mình thì con hai em sẽ được bình an. Nó sẽ về nhà với hai em sau 101 ngày tại bệnh viện. Sau nhiều sóng gió, Chúa cho con em được về nhà vào chiều Chủ nhật ngày 5 tháng 1 năm 2013. Bây giờ, có đôi lúc khi em bế con em mà em đờ người ra như là mình đang nằm mơ, em phải tự nhéo mình một cái coi mình có đau hay là không. Và em chỉ biết tạ ơn Chúa vì em hai em đã đặt niềm tin ở nơi Ngài nhiều và Ngài đã nhận lời của hai em. Em chỉ có một điều nhắn nhủ gửi đến quý khán thính giả, đó là mình phải luôn luôn tin nhận vào trong Chúa. Mình đặt hết mọi niềm tin trong Chúa, và Ngài là đấng quyền năng. Ngài biết được khi nào mình cần cái gì và lúc nào mình cần cái gì thì Ngài cũng sẽ ban cho mình. Nhưng mà mình điều quan trọng nhất là luôn luôn giữ vững niềm tin trong Chúa và đừng mất niềm tin nơi Ngài. Đó là điều mà em muốn gửi tới quý khán thính giả. Dạ, cảm ơn. Kính thưa quý khán thính giả, chương trình phát hình của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau. Đời người rồi quá mau, thân con tan từng ngày. Lời Ngài là sức sống, con luôn tin kính mến. Lạy Chúa.